Cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn những biến cố đã dạy cho chúng ta những bài học thật lớn. Như vậy rõ ràng là khi chúng ta có con mắt của trí tuệ, hay là gần đến trí tuệ, là chúng ta đã nhìn nhận ra nhiều nguyên lý vận hành của đời sống, để rồi từ đó chúng ta sẽ thoát khổ một cách dễ dàng, hay là đời sống sẽ bớt khổ đi. Nghịch cảnh thì vẫn cứ đến, nhưng mà chúng ta ứng xử nó một cách có trí tuệ, một cách nhẹ nhàng, để biến những nghịch cảnh đó đều là những bài học vô giá.